Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Cô Trang xin chào tất cả các bạn. Trong video này thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một cái bài nữa về bất phương trình. Đấy là bất phương trình một ẩn. Thì liệu là cái bất phương trình một ẩn nó có tương tự như là cái phương trình một ẩn hay không thì chúng ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay. Ta đi vào phần 1 mở đầu. Bạn Nam có 25.000, Nam muốn mua một cái bút giá 4.000 đồng và một số quyển vở loại 2.200 đồng một quyển. Tính số quyển vở bạn Nam có thể mua được. Trong bài toán trên, nếu ký hiệu số quyển vở bạn Nam có thể mua là x thì x phải thỏa mãn hệ thức là 2.200x cộng với 4.000 nhỏ hơn hoặc bằng 25.000. Khi đó thì ta nói hệ thức 2.200x cộng với 4.000 nhỏ hơn hoặc bằng 25.000 thì là một bất phương trình với ẩn là x. Trong cái bất phương trình này thì ta gọi 2.200x cộng với 4.000 là vế trái và 25.000 là vế phải. Khi thay giá trị x bằng 9 vào bất phương trình 2.200x cộng 4.000 nhỏ hơn hoặc bằng 25.000 thì ta được là 2.200 nhân với 9 cộng với 4.000 nhỏ hơn hoặc bằng 25.000 là khẳng định đúng. Ta nói số 9 hay giá trị x bằng 9 là một nghiệm của bất phương trình. Khi thay x bằng 10 vào bất phương trình 2.200x cộng với 4.000 nhỏ hơn hoặc bằng 25.000, ta được 2.200 nhân 10 cộng 4.000 nhỏ hơn hoặc bằng 25.000 là khẳng định sai. Vậy thì ta kết luận là số 10 không phải là nghiệm của cái bất phương trình này. Rồi, hỏi chấm 1 nhá. Hãy cho biết vế trái và vế phải của bất phương trình x bình nhỏ hơn hoặc bằng 6x - 5. Yeah, x bình nhỏ hơn hoặc bằng 6x - 5. Thế thì vế trái nó sẽ là x bình phương, đúng không? Vế phải là gì? 6x - 5. Rồi ý B, chứng tỏ rằng các số 3, 4, 5 đều là nghiệm, còn số 6 không phải là nghiệm của bất phương trình vừa nêu trên. Rồi 3, 4, 5 đúng không? Ta có vế trái bằng này x bình phương. Rồi, với x đây vế phải bằng 6x - 5. Với x bằng 3 thì ta có vế trái bằng gì? 3 bình phương và bằng 9, đúng không? Rồi vế phải bằng gì? 6 nhân với 3 trừ đi 5 bằng 3, đúng không? Sáu nhân ba trừ năm là 13, đúng không? Mà gì, 9 nhỏ hơn hoặc bằng gì, nhỏ hơn 13, cho nên suy ra x bằng 3 là nghiệm của cái bất phương trình không viết tắt x bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 6x - 5, đúng chưa nhỉ? Thế còn với x bằng 4 à? X bằng 4 thì ta có điều gì nào? Vế trái bằng 4 bình phương là 16, vế phải bằng 6x - 5 và bằng gì nào? 24 - 5 là 19, 16 nhỏ hơn 19 nên suy ra x bằng 4 là nghiệm của bất phương trình. Nó là nghiệm khi mà nó thỏa mãn cái bất phương trình đấy, là nghiệm của cái bất phương trình. Rồi. Thế với x bằng 5 nè, x bằng 5 thì vế trái bằng gì? 5 bình phương là bằng 25, vế phải bằng 6 nhân với 5, trừ đi 5 bằng 25, đúng không? Điều này vẫn đúng, đúng không? Suy ra x bằng 5 là nghiệm của cái bất phương trình là x bình phương nhỏ hơn bằng 6x - 5. Tại vì ở đây nó có dấu bằng nên là cái này nó vẫn nhận nha các bạn nhé. Thế với x bằng 6 này, x bằng 6 thì ta có điều gì nào? Vế trái là 6 bình phương là bằng 36, vế phải bằng 6x - 5 bằng gì nào? 6 nhân 6 trừ đi 5 và bằng là 31, đúng không? 36
36 lại lớn hơn 31, suy ra x thì bằng 6, không là nghiệm. Không là nghiệm của cái bất phương trình, đúng không nhỉ? Rồi, không là nghiệm của cái bất phương trình này. Đó, rồi xong hỏi chấm 1. Ta sang phần thứ hai. Tập nghiệm của bất phương trình là tập hợp. Tập hợp tất cả các nghiệm của một bất phương trình được gọi là tập nghiệm của bất phương trình. Giải bất phương trình là tìm tập nghiệm của cái bất phương trình đó. Ta ví dụ 1. Tập nghiệm của bất phương trình x lớn hơn 3 là tập hợp các số lớn hơn 3. Tức là tập hợp những cái số x sao cho x lớn hơn 3. Để dễ hình dung, người ta biểu diễn tập hợp này trên trục số như hình vẽ sau. Đây, số 0 lên số 3 đây đúng không? Thì mình sẽ nghiệm của nó là x lớn hơn 3. Vậy thì mình gạch những cái đoạn mà x nhỏ hơn 3 đi. Được chưa nhỉ? Rồi, các bạn thấy rằng trong hình vẽ trên, tất cả các điểm bên trái điểm 3 và cả điểm 3 bị gạch bỏ, bởi vì là nó chỉ lớn hơn 3 thôi, nó không chứa điểm 3 nhé. Hỏi chấm 2. Hãy cho biết vế trái, vế phải của tập nghiệm và tập nghiệm của bất phương trình x lớn hơn 3. Vế trái là x, vế phải là 3. Và gì, người ta bảo là tập nghiệm của bất phương trình, đúng không? Tập nghiệm của bất phương trình x lớn hơn 3 đó là gì? Là các số x sao cho x lớn hơn 3, đúng không? Thế bất phương trình x 3 nhỏ hơn x thì sao? Của bất phương trình 3 nhỏ hơn x đó là gì? Là cũng là x này sao cho 3 nhỏ hơn x này, đúng không? Và vế trái là gì? Vế trái là 3 này. Vế phải là x, được chưa? Rồi, với phương trình x thì bằng 3. Phương trình x bằng 3 thì vế trái bằng x này, vế phải bằng 3. Nghiệm của phương trình là x thì bằng 3. Chưa? Rồi, ta có cái ví dụ thứ hai. Bất phương trình x nhỏ hơn bằng 7 có tập nghiệm là tập hợp các số nhỏ hơn hoặc bằng 7. Tức là tập hợp các số x sao cho x nhỏ hơn bằng 7. Tập hợp này được biểu diễn trên trục số như sau. Đây, các bạn quan sát này. Đây là số 0 này, đây là số 7 này. Thì mình chỉ gạch những cái đoạn mà lớn hơn 7 đi, nhưng mà vẫn lấy cả 7 nhá, bởi vì ở đây có dấu bằng này. Trong hình vẽ trên, các điểm bên phải điểm 7 bị gạch bỏ, nhưng điểm 7 thì được giữ lại. Hỏi chấm 3. Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x lớn hơn hoặc bằng trừ 2. Tập nghiệm của bất phương trình, đây, tập nghiệm của bất phương trình. Tập nghiệm của bất phương trình x thì lớn hơn hoặc bằng trừ 2 đó là gì? Là tập hợp các số x sao cho x thì lớn hơn bằng trừ 2. Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn trên trục số nhé. Trên trục số này. Trục số đây. Đây là trục số này. Được không? Trục số đây, cô ví dụ đây là số trừ 2 này. Đây là số 0 này. Người ta bảo là lấy những cái số mà gì? Lớn hơn hoặc bằng trừ 2. Vậy thì những cái phần mà nhỏ hơn trừ 2 thì loại đi, đúng không? Rồi. Rồi mình sẽ xem mà mình có lấy cái số trừ 2 hay không. Ở đây có dấu bằng, vậy thì ta sẽ lấy cả dấu bằng như thế này. Được chưa nhỉ? Đó. Hướng dẫn trên trục số, gạch bỏ các điểm bên trái điểm trừ 2 bằng các dấu gạch và giữ lại điểm trừ 2 bằng dấu ngoặc vuông. Hỏi chấm 4. Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x nhỏ hơn 4. Tập nghiệm
của bất phương trình x nhỏ hơn 4 đó là gì? Là tập hợp các số x sao cho x nhỏ hơn 4, được không? Trên trục số này, người ta hướng dẫn là trên trục số gạch bỏ các điểm bên phải điểm 4 bằng các dấu gạch và gạch bỏ điểm 4 bằng dấu ngoặc tròn. Đây là số 0 này, đây là số 4 này. Rồi, nhỏ hơn 4 đúng không? Người ta bảo gạch bỏ các điểm bên phải, đây điểm bên phải đây. Được chưa? Ta sẽ gạch hết đi. Và cái này thì không lấy số 4, vậy thì ta chỉ để là dấu ngoặc tròn này thôi, được chưa nhỉ? Rồi, ta sẽ sang phần số 3, bất phương trình tương đương. Bất phương trình x lớn hơn 3 và bất phương trình 3 nhỏ hơn x có cùng tập nghiệm là x sao cho x lớn hơn 3. Người ta gọi hai bất phương trình này có cùng tập nghiệm là hai bất phương trình tương đương và dùng ký hiệu tương đương để chỉ sự tương đương đó. Ví dụ 3 nhỏ hơn x tương đương với x lớn hơn 3. Được chưa nhỉ? Ta đi vào phần bài tập của cái bài này. Bài tập. Bài số 15. Kiểm tra xem giá trị x bằng 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau. Yeah, 2x cộng 3 nhỏ hơn 9. Ta có với x bằng 3. Vế trái của cái bất phương trình này là 2x cộng 3 sẽ bằng là gì? 2 x 3 cộng với 3 là bằng 9. 9 có nhỏ hơn 9 không? 9 thì nó bằng 9 rồi, ở đây không có dấu bằng đúng không? Vế phải lại bằng 9. Vậy x thì bằng 3 không là nghiệm. Không là nghiệm của bất phương trình 2. À, bất phương trình A. Rồi ý B, trừ 4x lớn hơn 2x thì cộng 5 với x thì bằng 3 thì vế trái là bằng trừ 4x bằng gì nào? Mình sẽ thay 3 và ta sẽ được trừ 4x. Trừ 4 nhân với 3 bằng trừ 12. Vế phải bằng 2x thì cộng 5 bằng gì? 2 nhân với 3 cộng với 5 là bằng 11. Thế trừ 12 thì lại nhỏ hơn 11 cơ đúng không? Vậy thì x thì bằng 3 không là nghiệm. Không là nghiệm của cái bất phương trình B. Nó khi mà mình thay vào nó không thỏa mãn cái bất phương trình thì nó sẽ không đúng nhá. Ý C nào. Ý C là 5 trừ x lớn hơn 3x gì trừ 12. Vậy thì với x gì bằng 3 này thì vế trái nó sẽ là gì? 5 trừ đi x bằng 5 trừ đi 3 là bằng 2. Vế phải sẽ là 3 nhân x trừ đi 12 sẽ là 3 nhân 3 trừ đi 12 bằng trừ 3 đúng không? Vậy thì 2 lớn hơn trừ 3. Vậy x gì bằng 3 là nghiệm. Cái này là đúng này. Nghiệm của bất phương trình C. Rồi, vậy là x bằng 3 nó là nghiệm của bất phương trình C. Bài 16. Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau. X nhỏ hơn 4 này. Tập nghiệm sẽ là gì nào? Tập nghiệm của bất phương trình đó là gì? Là x sao cho x nhỏ hơn 4. Rồi. Trên trục số nhá. Trên trục số các bạn biểu diễn này. Đây là số 0, đây là số 4 này. X nhỏ hơn 4 đúng không? Nhỏ hơn 4 không lấy điểm 4. Vậy thì thứ nhất nó là ngoặc tròn này. Rồi mình sẽ gạch các cái điểm mà ở bên phải điểm 4 đi. Được chưa nhỉ? Đấy là ý A. Ý B, với x nhỏ hơn bằng trừ 2 thì tập nghiệm. Tập nghiệm của bất phương trình đó là gì? Là x sao cho x nhỏ hơn hoặc bằng trừ 2. Rồi, ta sẽ biểu diễn trên trục số nhé.
Đây, số trừ 2 là số ở đây. Và đây cô gọi đây là số 0. Thì ta có này, x nhỏ hơn và bằng trừ 2. Vậy thì những cái mà lớn hơn trừ 2 thì ta sẽ gạch bỏ này. Rồi ta để xem là có lấy cái số trừ 2 hay không. Bằng cách ta thấy là có dấu bằng ở đây thì ta sẽ để dấu ngoặc vuông như thế này. Được chưa nhỉ? Thì C là x lớn hơn trừ 3. X lớn hơn trừ 3 thì tập nghiệm, tập nghiệm của bất phương trình là gì? Là x sao cho x lớn hơn trừ 3. Đúng không? X lớn hơn trừ 3. Vậy thì trên trục số này, đây là số trừ 3 này, đây là số 0 này, đúng không? Lớn hơn trừ 3, vậy thì những cái phần nhỏ hơn trừ 3 ta sẽ gạch bỏ, đúng không? Và ta sẽ không lấy điểm trừ 3, nên ta sẽ đặt là dấu ngoặc tròn, được chưa? Phần D là x lớn hơn bằng 1, tập nghiệm của bất phương trình đó là gì? Là x sao cho x lớn hơn hoặc bằng 1. X lớn hơn hoặc bằng 1 đây. Đây là số 0, đây là số 1 này. Lớn hơn bằng 1, vậy thì những cái số mà nhỏ hơn số 1 thì mình sẽ gạch bỏ đi, đúng không? Rồi đến số 1 này, có dấu bằng ở đây, vậy ta sử dụng dấu ngoặc vuông để ngăn cách, được chưa nhỉ? Đây là bài 16 nhá. Tiếp theo bài số 17. Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? Chỉ nêu một bất phương trình. Hình A. Hình A biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? Các bạn nhìn này, trên trục số, số 0 và số 6 này, những số ở phần bên phải số 6 thì bị gạch bỏ, vậy chứng tỏ là x nó sẽ nhỏ hơn 6 này. Rồi đồng thời có dấu ngoặc vuông ở chỗ số 6, vậy thì nó sẽ là x nhỏ hơn hoặc bằng 6, đúng không? Hình B nào. Hình B biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình. Bất phương trình là gì? Bây giờ các bạn nhìn này, có số 0 và số 2, phần nhỏ hơn 2 bị gạch đi, vậy chứng tỏ là x lớn hơn 2. Tiếp theo mình nhìn xem chỗ số 2 là nó ngoặc gì? Ngoặc tròn, đúng không? Vậy thì không lấy số 2, vậy thì sẽ là x lớn hơn 2. Đúng chưa nhỉ? Rồi hình C nào. Hình C biểu diễn tập nghiệm của cái bất phương trình là gì? Bây giờ các bạn thấy phần nhỏ hơn 5, tức là phần bên trái số 5 bị gạch bỏ, vậy thì là x lớn hơn 5. Tiếp theo ở chỗ số 5 lấy ngoặc vuông, vậy thì sẽ là x lớn hơn hoặc bằng 5. Rồi hình D. Hình D biểu diễn tập nghiệm của cái bất phương trình đó là gì? Các bạn thấy phần bên phải của số trừ 1 bị gạch bỏ, vậy thì nó sẽ nhỏ hơn 1, đúng không? Và tại cái điểm trừ 1 này nó chỉ lấy ngoặc tròn thôi, tức là x nhỏ hơn trừ 1, được chưa? Dễ hiểu không ạ? Bài này rất là dễ. Rồi ta chuyển tiếp sang bài 18. Hãy lập bất phương trình cho cái bài toán sau. Quãng đường AB, AB bây giờ dài 50 km. Một ô tô đi từ A đến B khởi hành lúc 7 giờ. Một ô tô đi từ A đến B, ô tô đi từ A đến B khởi hành lúc 7 giờ, 7 giờ sáng. Hỏi ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu km trên giờ để đến B trước 9 giờ cùng ngày. Rồi, tức là nó sẽ đi chưa đến 2 tiếng là nó phải đến điểm B rồi nhá. Đến điểm B.
thì ta sẽ gọi x là vận tốc, của ô tô. X sẽ lớn hơn 0, đơn vị là km trên giờ, đúng không? Thế thì bây giờ thời gian ô tô đi quãng đường AB là gì? Là bây giờ quãng đường là 50, bây giờ vận tốc mình gọi là x thì thời gian sẽ là 50 trên x giờ. Thế bây giờ để cho ô tô đi đến B, trước 9 giờ đúng không? Thì ô tô phải đi với thời gian là gì? Phải đi với thời gian ít hơn bao nhiêu? Ít hơn 9 trừ đi 7 bằng ít hơn 2 giờ, đúng không? Hay là gì? 50 trên x nó phải nhỏ hơn 2, tức là cái thời gian đi này nó phải nhỏ hơn 2. Thế vậy ta sẽ tương đương với gì? Suy ra là 50 sẽ phải nhỏ hơn 2 lần x. Đó, tức là ta sẽ nhân cả hai vế của bất phương trình với x lớn hơn 0, đúng không? Điều kiện của x lớn hơn 0 rồi mà. Rồi 50 nhỏ hơn x, 50 nhỏ hơn 2x, tức là 25 sẽ nhỏ hơn x, đúng không? Hay là chia cả hai vế. Các bạn có nhớ là chia cả hai vế của bất phương trình bất đẳng thức ấy, nhớ không? Bất phương trình cho một cái số dương thì nó sẽ không đổi chiều, đúng không? Cho 2, đúng không? Vậy thì để ô tô đến B trước 9 giờ thì ô tô phải chạy với vận tốc x thỏa mãn. Thỏa mãn gì các bạn? Thỏa mãn x thì phải lớn hơn 25 km/h. Nó có thể chạy từ 26 km/h là nó đã thỏa mãn rồi, đúng không nhỉ? Rồi, vậy là mình đã giải quyết xong bài tập của phần bài 3 bất phương trình rồi, đúng không? Rồi, ta đã giải quyết xong các bài tập của bài 3 bất phương trình một ẩn rồi. Các bạn theo dõi các video tiếp theo để cùng cô giải quyết các bài tập nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.